Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Trước sự việc nhân viên một số ngân hàng thương mại bị công an thành phố Đà Nẵng điều tra về hành vi bán thông tin tài khoản của khách hàng, Ngân hàng Nhà nước đã có chỉ đạo nóng. Cụ thể, Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho biết, ngay sau khi báo chí đăng tải thông tin về việc Công an thành phố Đà Nẵng triệu tập nhân viên của một số ngân hàng thương mại đóng trên địa bàn để điều tra về hành vi bán thông tin khách hàng, Ngân hàng Nhà nước lập tức chỉ đạo các ngân hàng phải tìm cho ra cán bộ đó để xử lý và phải đuổi việc ngay. Theo Phó Thống đốc Đào Minh Tú thì sự việc này là không thể chấp nhận được. Ông Tú cũng cho rằng cần phải xử lý tận gốc vấn đề. Đó là tại sao những cán bộ ngân hàng này có thể dễ dàng lấy được thông tin tài khoản của khách hàng để đem bán. Trước đó, Cổng Thông tin Điện tử Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, qua công tác nắm tình hình, trinh sát kỹ thuật trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện nhóm đối tượng có hành vi đăng tải lên các trang mạng xã hội các bài viết có nội dung liên quan đến việc nhận tra soát thông tin cá nhân của khách hàng tại 22 hệ thống ngân hàng trên toàn quốc để thu phí nhằm thu lợi bất chính. Công an Đà Nẵng nhận định hoạt động này là phương thức thủ đoạn mới, vi phạm nghiêm trọng đến việc lộ lọt thông tin cá nhân của người dân. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã báo cáo Giám đốc An ninh thành phố xác lập chuyên án, tập trung áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ xác minh làm rõ đường dây mua bán, trao đổi trái phép thông tin tài khoản ngân hàng. Cơ quan này xác định có sự tham gia cấu kết, tiếp tay của nhân viên các ngân hàng thương mại trong việc cung cấp, trao đổi, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng cho người khác và tạo ra tài khoản ngân hàng, thậm chí là tài khoản ngân hàng mở từ giấy tờ giả để thu lợi bất chính nhằm cung cấp, mua bán cho đối tượng sử dụng nguy cơ cao và mục đích vi phạm pháp luật. Thời gian qua, trên mạng xã hội liên tục xuất hiện tình trạng người dân nhận cuộc gọi lừa đảo từ các số máy lạ. Nhiều người dân đã bị lừa đảo số tiền lên đến cả chục tỷ đồng. Tuy nhiên, ai là người để lọt thông tin của người dân để các đối tượng thực hiện các cuộc gọi lừa đảo cũng là điều đáng quan tâm. Mới đây, Công an Đà Nẵng phát hiện đường dây mua bán, trao đổi trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, đồng thời triệu tập hàng chục nhân viên của 13 ngân hàng ở các địa phương trên cả nước để làm việc. Cụ thể, ngày 17 tháng 6, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Đà Nẵng đang làm rõ một đường dây mua bán thông tin cá nhân với sự tham gia của nhân viên của hàng chục ngân hàng trên toàn quốc. Theo cơ quan công an, thời gian qua trên địa bàn thành phố xuất hiện nhóm đối tượng đăng tải các bài viết có nội dung liên quan đến việc nhận tra soát thông tin cá nhân của khách hàng tại hàng chục hệ thống ngân hàng trên toàn quốc nhằm thu lợi bất chính. Qua điều tra, cảnh sát xác định người bị tình nghi là HDN, tên viết tắt 31 tuổi, thường trú tại tỉnh Lào Cai, hiện đang ở quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Nam thanh niên khai từ tháng 10/2022 tham gia nhóm mạng xã hội có tên tài khoản ngân hàng ATM. Trong nhóm này có nhiều tài khoản đăng tải các bài viết có nội dung liên quan đến việc trao đổi, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng của người khác để thu lợi. Nhận thấy công việc này dễ thực hiện, nội dung tài khoản mạng xã hội của mình và người yêu đăng tải bài viết nhận làm dịch vụ tra soát thông tin tài khoản ngân hàng của người khác và có thu phí để thu lợi bất chính. Khi có khách liên hệ mua thông tin chủ tài khoản, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, địa chỉ, số điện thoại Internet Banking, N sẽ liên hệ các đầu mối trên mạng và các nhân viên làm việc tại các ngân hàng trên cả nước để mua thông tin rồi bán lại để kiếm lời. Tùy vào từng ngân hàng, thanh niên này bán thông tin mỗi tài khoản với giá từ 300.000 đồng đến 2,2 triệu đồng, rồi trả cho người tra soát, cung cấp, bán thông tin tài khoản ngân hàng từ 200.000 đồng đến 1,9 triệu đồng. Tổng cộng, N đã trao đổi, mua bán thông tin của hơn 200 tài khoản ngân hàng, thu về hơn 400 triệu đồng. Cơ quan chức năng cũng triệu tập hàng chục nhân viên của 13 ngân hàng thương mại cổ phần ở các địa phương trên cả nước liên quan đến việc tra soát, cung cấp, bán thông tin tài khoản ngân hàng cho HDN. Theo Công an Đà Nẵng, HDN còn nhận thu thập thông tin cá nhân của người khác rồi gửi cho các đối tượng có quan hệ cộng tác với nhân viên ngân hàng để đăng ký mở nhiều tài khoản ngân hàng không đúng quy trình, bán lại cho người khác, chủ yếu bên Campuchia, để thu lợi bất chính. Thanh niên này khai đã gửi thông tin cá nhân, đa số là thông tin giả, để đăng ký mở gần 400 tài khoản ngân hàng nhằm bán thông tin tài khoản ngân hàng với những người khác trên mạng xã hội, thu về số tiền hơn 700 triệu đồng. Việc mua bán thông tin khách hàng không chỉ vi phạm nghiêm trọng pháp luật mà còn gián tiếp gây mất an toàn xã hội khi người dân bị kẻ xấu gọi điện giả danh các cơ quan chức năng, đe dọa người dân với mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Hồi đầu tháng 8 năm 2022, chị NTHT, tên viết tắt, sinh năm 1983, trú tại phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, Đà Nẵng, nhận được cuộc gọi từ số 0247-109-8935 với nội dung thông báo chị có liên quan đến vụ tai nạn giao thông tại giao lộ Điện Biên Phủ Nguyễn Tri Phương.
Khi chị T trả lời không biết gì đến vụ việc, thì được thông báo thông tin cá nhân của chị đã bị lộ nên sẽ được chuyển máy đến công an thành phố Đà Nẵng để được hỗ trợ. Sau khi chuyển máy, một người tự xưng là cán bộ công an thành phố Đà Nẵng thông báo chị T có liên quan đến vụ án mua bán trái phép chất ma túy và hướng dẫn chị tải phần mềm ứng dụng bảo mật để chị khai báo. Chị T làm theo hướng dẫn và điền thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng trên phần mềm vừa tải. Chỉ sau 2 giờ, tài khoản ngân hàng của chị T bị trừ 7 lần với số tiền hơn 1 tỷ đồng. Sau đó vào tháng 11 năm 2022, cùng với hình thức nghe cuộc gọi từ số điện thoại lạ xưng công an yêu cầu hợp tác điều tra liên quan đến vụ án, tài khoản 3 người phụ nữ ở Đà Nẵng bị bốc hơi hơn 4,6 tỷ đồng. Chỉ qua một số thao tác trên điện thoại, máy tính, các đối tượng lừa đảo đã rút sạch tiền trong tài khoản của 3 nạn nhân. Người ít thì hơn 1 tỷ đồng, người nhiều 2,1 tỷ đồng. Đáng chú ý, người nước ngoài sinh sống ở Đà Nẵng cũng bị lừa tiền. Vào tháng 2 năm 2022, anh Francis Sumadel, 20 tuổi quốc tịch Philippines, tạm trú tại phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, bị lừa đảo qua mạng với số tiền 220 triệu đồng trong 3 ngày. Nguyên do, trong lúc sử dụng mạng xã hội Instagram, anh Dell thấy một đường link trang web có nội dung tuyển dụng nên nhấn vào xem, tìm kiếm cơ hội việc làm. Sau đó anh được một tài khoản tên Thanh mời anh làm đại lý bán hàng cho một sàn thương mại điện tử. Để hoàn thành các thủ tục, Thanh gửi nhiều đường link khác để anh Dell điền các thông tin, đồng thời hướng dẫn anh chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng. Sau khi anh Dell chuyển tiền thì người tên Thanh này bất ngờ cắt liên lạc. Thượng tá Lê Cao Tâm, trưởng phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an thành phố Đà Nẵng đánh giá, thủ đoạn lừa đảo qua không gian mạng hiện nay rất đa dạng và tinh vi. Thượng tá Tâm cho biết, có 3 phương thức lừa đảo chủ yếu hiện nay là lừa cộng tác viên bán hàng, lừa qua việc giả danh cơ quan thi hành công vụ và kinh doanh đầu tư tài chính. Ngoài ra, còn có hack Facebook giả danh người quen để đề nghị chuyển tiền. Các hình thức lừa đảo rất tinh vi, ít để lại dấu vết. Mặt khác, loại hình tội phạm này có cả đường dây trong và ngoài nước, phối hợp với nhau rất chặt chẽ, nhắm tới những người nhẹ dạ cả tin, ít hiểu biết. Theo trưởng phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, dù đã tuyên truyền thông tin cảnh báo, nhưng thời gian qua, nhiều người phụ nữ, thậm chí người nước ngoài bị lừa, có thủ đoạn như các đối tượng tiếp cận làm quen lấy lòng tin, lâu ngày thì nhờ cầm giúp tài khoản để đầu tư. Khi nạn nhân đầu tư thời gian thấy sinh lời thì đối tượng lừa đảo mới dụ thêm để đầu tư, đến khi nạn nhân mất cảnh giác thì bị lừa. Hoặc một số người dân bị lừa qua Facebook, chủ quan, cứ nghĩ, người nhà, không xác minh trực tiếp. Thậm chí có trường hợp bị lừa qua Facebook trình báo là đối tượng lừa đảo có cả giọng nói, giả luôn video có mặt người quen. Thượng tá Tâm thông tin. Thượng tá Tâm cho biết, hiện nay công an thành phố đã lập trang an ninh mạng công an thành phố Đà Nẵng và trang Zalo để thường xuyên cung cấp hình thức, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng, cũng như các biện pháp phòng ngừa để người dân nắm. Đồng thời, khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác trước những thủ đoạn lừa đảo qua mạng tinh vi. Khi gặp những trường hợp tương tự thì không làm theo bất kỳ yêu cầu nào của các đối tượng, sau đó cần đến ngay cơ quan công an gần nhất để trình báo. Bên cạnh đó, người dân cũng cần lưu ý, khi cơ quan chức năng cần làm việc thì sẽ có giấy mời để trực tiếp làm việc và không làm việc qua điện thoại. Khi nộp tiền đến cơ quan quy định, nếu có người nhắn tin qua Facebook mượn tiền cần xác minh trực tiếp. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị và các bạn dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Xin chào và hẹn gặp lại.